Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là cụm cáp mic của Xiaomi Redmi 3 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Mic của Xiaomi Redmi 3 được thiết kế rất là đặc biệt, tức là nó được đặt dưới một cụm bo cáp riêng nằm phía dưới main như này. Đó, các bạn thì mình đang tháo cái phần mic ra. Đây là mic của Xiaomi Redmi 3. Đó, nó nằm trên cụm cáp phía đuôi gần sạc. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic của Xiaomi Redmi 3, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn được cũng không, quý khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi có sẵn phần mic này thay mới vì các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý khách hàng có thể điện thoại đến đường dây nóng 024-66-750-99 hoặc truy cập vào website www.di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Redmi 3 hàng đầu Việt Nam.